Hân hoan chào đón toàn thể tất cả các cô chú anh chị quay lại với channel bên Trường Anh Ô Tô nha. Một kênh mua bán hàng dễ thương và cực kỳ là vui vẻ trong cuộc sống này. Hôm nay là ngày Chủ nhật, Trường Anh xin chúc sức khỏe và một lời chào thân ái nhất. Kính thưa toàn thể tất cả các quan viên hay họ, biến chầu là đầu câu chuyện. Và sau đây câu chuyện của Trường Anh xin được phép bắt đầu. Mở đầu là một tiểu thư Hyundai i10. Em này 2014 nha, nhập khẩu nguyên con. Em là bản Grand, máy 1.0, trang bị đầy đủ các tính năng trên một chiếc xe rồi. Mẫu hatchback số sàn cô chú anh chị ạ. Em này đi tiết kiệm nhiên liệu 6 lít trên 100 km. Mâm nè, mâm đúc nguyên bản của dòng Hyundai nha cô chú anh chị. Nước sơn đẹp, nội thất đồng sơn bên trong bạn đủ. Phong dáng chuẩn chỉ nha. Đó, bà con ơi, nước sơn chuẩn không ạ? Nói chung gia đình người ta đi, người ta cũng kỹ ạ. Xe này ngay chủ mới quyền cho Trần Anh tập đầu tiên thôi cô chú anh chị nha. Nội thất ở trong nè, bạn đủ nè. Sẽ có nút bấm và của chìa khóa smart key là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vô lăng, vô lăng tích hợp. Cái thứ ba cảm biến gen nguyên bản được cho cô chú anh chị. Và đây hệ thống gương cụp mở, gương chỉnh điện, lốc kính, lốc cửa đầy đủ hết rồi. Keo chỉ em này hầu như là rin hết. Mẫu này không có đâm vai cứng đục nhưng bà con có mấy yên tâm. Hai bên sóng gần nè, được cái xe gây liền lẹt, không có dịch vụ taxi nha. Nè cô chú anh chị, trang bị màn hình Android, chìa khóa theo xe còn nguyên bản luôn đây. Trang bị bản đủ xe, trang bị được nút đề start-stop nè. Đó, lắc nhẹ chìa khóa nổ máy, trợ lực em là nhẹ tưng cô chú anh chị nha. Đi chuẩn 110.000. Em là máy móc thì bao rin nha bà con. Tắp lô tắp bi sạch sẽ không, số sàn nè. Đi tiết kiệm nhiên liệu lắm. Bà con có bác trải nghiệm tiếp tục phần máy nha. Cam hành trình full HD, là cam dê full HD luôn. Ghế là ghế nỉ đã được chủ nhà bọc qua một lớp da là sạch sẽ. Hàng cọp không? Em này đi chất lượng nha. Là chủ nhà còn kỹ như thế này là người ta dán keo để khi cô chú anh chị bước lên đây nó không có bị chày, không bị chày sơn. Chất sơn rin còn, em dọn thôi. Cục máy là dọn mới ken luôn á bà con. Đó, sơn trắng. Nè, phần gầm anh chị coi gầm bọng dè. Thường thường á, xe chạy nhiều á, nó hay bị mục ở dưới đây nè. Nhưng mà không, đây là keo, keo vuốt nguyên bản của nhà sản xuất, còn rin hết vỏ nè. Vỏ đâu đó còn tương đối là tạm ổn, nói chung là tầm được 65-70%. Cô chú anh chị thấy nước sơn chuẩn không? Nè, Hyundai 10 bản Grand đầy đủ các tính năng. Cốp trong là bao bao đẹp. Và phía sau tay nỉ của em nó còn nguyên bản như thế này. Đây bà con, vỏ đồ Seiko đầy đủ các tính năng rồi. Này, cốp đẹp không? 24 nhập Ấn Độ nha. Hàng nhập đi chắc chắn nó phải sướng rồi. Đó, máy nổ êm lắm. Máy nổ là siêu êm. Bà con trải nghiệm tiếp tục vô phần khoang máy cùng với Trần Anh nè. Sơn xi bóng loáng. Về rất là nhiều xe. Nè cô chú anh chị, cục máy nè. 1, 2, 3, 3 máy bản đủ nha cô chú anh chị. Bản đủ thì sẽ có ABS, nó có hai bản. Một bản đủ, hai bản thiếu đây nè. Bản đủ sẽ có ABS. Và những tính năng của bạn đủ thì Trần Anh đã hướng dẫn cô chú anh chị cách coi xe rồi nha. Cục máy là bao rin cô chú anh chị nha. Chạy chuẩn 110.000. Sạch sẽ không? Hai bên kèo cột này, nguyên bản hết, không có dấu hiệu đâm va lỗi lầm ở trên chiếc xe. Và đây là hệ thống keo này. Keo chỉ cho nó có bô là rin nguyên bản này. Nó không cứng không lỗi nha. Sạch sẽ, em này máy rin số rin tuyệt đối. Số máy khô ráo. Đây bà con, em này máy móc thì cực kỳ là nhỏ gọn thôi. Đi đâu đó tiết kiệm nhiên liệu. Mà mấy cái mẫu này bà con mua cái chiếc xe gia đình về, bà con sẽ chạy nó sẽ khác cái chiếc xe dịch vụ rất là nhiều. Vì sao? Xe dịch vụ không bao giờ ai mua bản đủ người ta chạy hết đó. Chẳng anh nói giờ hợp lý không? Đó, 110.000 km đó. Đăng kiểm nè, đăng kiểm tháng 7 năm 2023. Tháng 7, 23,
Em này như cũng gần hết đăng kiểm rồi. Đây cô chú anh chị trải nghiệm phần gầm. Gầm đẹp nè. Đó gầm. Gầm bề là sáng trưng nha. Anh chị thấy gầm không? Gầm sáng trưng là không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới gầm. Đó, có một cũng ạ, không hề có một chỗ nào mục hết á. Đó. Đó, đi mẫu này mà về mà đi gia đình thì ok luôn. Cô chú anh chị nha, bà con nào đam mê mẫu Y10 alo cho Trần Anh ô tô. Em khép lại chương trình tại đây này thôi. Trần Anh see you and goodbye.